Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh đi thăm Đức không chính thức. Việc tìm cách khôi phục toàn diện quan hệ ngoại giao Việt Đức, kể cả quan hệ đối tác chiến lược mà bị phía Đức đình chỉ từ ngày 22 tháng 9 năm 2017 sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh trong chuyến đi thăm Đức không chính thức này, nhưng tất cả những sự kiện cho thấy cho tới chừng nào điều kiện của phía Đức phục hồi nguyên trạng, tức là trả trình Xuân Thanh về lại Đức chưa được đáp ứng thì quan hệ giữa hai nước Đức Việt chưa thể bình thường hóa hoàn toàn, đặc biệt là quan hệ đối tác chiến lược chưa thể được khôi phục. Ngày 19 tháng 2 năm 2019, tờ Thế giới và Việt Nam, cơ quan ngôn luận trực thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa một bản tin rất ngắn, chỉ có một hàng chữ, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức Heiko Maas, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Cộng hòa Liên bang Đức ngày 20 và 21 tháng 2 năm 2019. Tin này không bất ngờ vì hồi đầu năm nay, tờ Thời báo.di đã đưa một tin Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có thể sẽ thăm Đức vào tháng 2 tới. Khi đó, ông Nguyễn Minh Vũ, tân đại sứ Việt Nam tại Đức, cho biết có khả năng vào tháng 2 tới, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ dự hội nghị an ninh ở Munchen và sẽ kết hợp thăm Đức. Mặc dù cuối cùng ông Phạm Bình Minh không tham dự hội nghị an ninh ở Munchen từ ngày 15 đến 17 tháng 2 năm 2019 vừa qua, nhưng ông Phạm Bình Minh sẽ tới thăm Đức vào ngày 20 tháng 2 năm 2019. Nhưng điều bất ngờ đây không phải là chuyến thăm chính thức. Tất cả những tờ báo khác ở Việt Nam cũng không ghi đó là chuyến đi thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ngay cả Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Heiko Maas, người mà bản tin trên nói rằng đã mời Ngoại trưởng Phạm Bình Minh sang thăm Đức, cũng không có một cuộc gặp gỡ hay tiếp đón chính thức Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trong lịch hẹn chính thức của Bộ Ngoại giao Đức hoàn toàn không có đề cập gì đến chuyện viếng thăm của Ngoại trưởng Việt Nam vào hai ngày 20 và 21 tháng 2 năm 2019. Tại dinh Tổng thống Đức Lâu Đài Bellevue, nơi thường diễn ra nghi lễ tiếp đón các nguyên thủ quốc gia, trong lịch hẹn cũng không thấy có buổi tiếp đón nào tiếp đón Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng không có được một cuộc gặp gỡ hay hội đàm chính thức với bà Thủ tướng Đức Merkel, người đứng đầu chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức. Theo tin Thời báo.de vừa mới nhận được từ các giới chức trong Bộ Ngoại giao Đức ở Berlin, thì ngày 20 tháng 2 năm 2019, ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Heiko Maas sẽ tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh để hội đàm tại Bộ Ngoại giao Đức ở Berlin cuộc hội đàm sẽ tập trung vào quan hệ song phương đức việt về hợp tác giữa eu và asian và hợp tác đức việt có thể có trên các diễn đàn đa phương hai bộ trưởng ngoại giao chắc chắn cũng sẽ trao đổi quan điểm về những thách thức địa chính trị ở đông á và đông nam á Dĩ nhiên cuộc gặp gỡ và hội đàm nói trên vẫn là không chính thức vì cho đến 13 giờ trưa ngày 19 tháng 2 năm 2019 giờ địa phương Đức, Bộ Ngoại giao Đức vẫn không đưa một tin tức gì về cuộc gặp gỡ và hội đàm với Bộ trưởng Phạm Bình Minh. Kể từ khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành cách đây hơn một năm rưỡi, đây là lần đầu tiên có một chuyến đi thăm Đức ở cấp bộ trưởng qua những dấu hiệu chuyến đi thăm không chính thức nêu trên cho thấy quan hệ ngoại giao giữa hai nước chưa được bình thường và nhất là quan hệ đối tác chiến lược cũng chưa được phục hồi. Mới tuần rồi, từ ngày 12 tháng 2 năm 2019 đến cuối tuần, các nhà điều tra Đức đã đến Bratislava, thủ đô Slovakia để thẩm vấn trực tiếp 14 nhân chứng người Slovakia. Về nghi vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã lợi dụng mượn chuyên cơ của chính phủ Slovakia để đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen và châu Âu. Trước đó vào ngày 7 tháng 2 năm 2019, trong cuộc hội đàm tại thủ đô Bratislava với thủ tướng Slovakia, bà Thủ tướng Đức Merkel đã đề cập đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và nhấn mạnh, chúng tôi quan tâm đến việc làm sáng tỏ vụ việc. Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Berlin hồi 23 tháng 7 năm 2017, đưa vào nhốt trong Đại sứ quán Việt Nam 2 ngày để sau đó chuyển tiếp đi qua Slovakia áp tải về Việt Nam. Cơ quan điều tra Đức phát giác có ít nhất 6 nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin đã trực tiếp nhúng tay hỗ trợ đội mật vụ Việt Nam do Trung tướng Đường Minh Hưng chỉ huy. Hiện nay, tòa án liên bang Đức vẫn đang thụ lý hồ sơ kháng nghị phúc thẩm của bị cáo Nguyễn Hải Long đã tiếp tay cho vụ bắt cóc. Dự kiến tòa án liên bang sẽ ra phán quyết cuối cùng trong ít tuần tới. Điểm cần lưu ý là cuộc điều tra của tổng công tố liên bang Đức cho đến nay vẫn chưa kết thúc. Hiện nay vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Về phía Slovakia cũng vậy, vẫn tiếp tục điều tra các nghi can người Việt Nam trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Việc tìm cách khôi phục toàn diện quan hệ ngoại giao Việt-Đức, kể cả quan hệ đối tác chiến lược mà bị phía Đức đình chỉ từ ngày 22 tháng 9 năm 2017, sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trong chuyến đi thăm Đức không chính thức này. Nhưng tất cả những sự kiện cho thấy, cho tới chừng nào, điều kiện của phía Đức phục hồi nguyên trạng, tức là trả Trịnh Xuân Thành về lại Đức chưa được đáp ứng, thì quan hệ giữa hai nước Đức-Việt chưa thể bình thường hóa hoàn toàn, đặc biệt là quan hệ đối tác chiến lược chưa thể được khôi phục. Như vậy, chắc chắn Trịnh Xuân Thành sẽ là một trong những nội dung của cuộc hội đàm ngày 20 tháng 2 năm 2019 giữa hai ngoại trưởng Đức và Việt. Quý vị vừa nghe qua bài của Hiếu Ba Linh, thời báo.di, qua phần trình bày của Ý Nhi, xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ và theo dõi cùng hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào báo tin lần tới. Thân ái kính chào quý vị.